Hello，现在各位大家好，阿巴卡巴，我是吴新成，云南优势的 UP 主，来自云南西南方。那今天呢，云南的绘画课程，我就是给大家上的是第十一课哈。那第十一课的标题就是 Anh có thể nói tiếng Việt được không？啊，就是哥哥，你可以说云南语吗？那对于这个标题吧，大家看这个，就是 có thể 啊，có thể 就是表示可能的动词哈，还有是 được。也是表示可能的动词，就是可以的意思。那通过这个标题这词来看，你们看到了这两个单词có thể和được，也就是我们今天第十一课啊第一个学习的主要内容哈，就是我给大家讲这两个được和có thể怎么用。那么来第二个我给大家介绍这个假构就是的，然后后面的的添加这个动词哈。好，那第三我给大家介绍这个句式就是để làm gì。那最后我给大家介绍这个假构就是vừa cho cả trẻ câu ha. Nên xin chào mọi người, suy sĩ đi cả đàn em cộng hòa chứ sư quá kẻ đại gia cha sao cho gọi biểu sư khởi động động từ cho lẹn cơ được hoặc có thể chậm vào dùng ha. Nó tôi dĩ do những việc biểu sư khởi động động từ dấu lẹn cơ ha chứ sư được hoặc có thể học. Nên xin chào mọi người, nên chỉ cả học đi cơ có thể được nó có thể hoặc được sự sự mi sinh học nó gì có thể hơn được của phân chấn lệnh cơ phương miền ha. Đây cơ là cùng thống điện, thứ hai cơ là bù thống điện. Học lại thứ cơ là cùng thống điện hay là giống nhau. Học nó có thể hơn được là gì mà cùng thống điện đó. Đây là của là cơ là biểu sư tớ tớ cơ là biểu sư khả năng đó cơ là thứ cơ là ý sự ha. Học na thứ hai cơ ý sự cơ là học biểu sư tán sự đồng ý cho cơ ý sự ha cơ là ok cái ý sự ha cơ là có thể hơn được cơ là biểu sư cái cơ là thống gì đó họ cho sư có thể hơi được dấu lệnh cơ dư sư ha tí cơ dư sư cho sư khởi gì đấy sư linh tới cơ dư sư cho sư ok cho sư à họ cho biểu sư trang sự ha nó cho lệnh cơ dù sao mà bố thống đó nè nha cho lệnh cơ bố thống gia dụ cho sư gia ý chí hoa chung là chữ sư cho sư bù ý ha nha cho sư được hoặc có thể ta truy biệt ha họ ta chả khan xa chứ gọi ha nó cho lệnh qua dấu lệnh cơ bèo cơ nà tí cơ bèo cơ cho sư quá chẳng sư có thể tí cơ bèo cơ cho sư được cho cả ha. Nên xin chào và thông tin cơ bản của lại khai sự ha. Nó có thể và căn thẳng và kể ra cho sau cho sư khở gì là gì sợ ha. Họ cho sư có thể. Họ nó có thể sẽ ý cho khoa chúng là chữ sư chẳng bao giờ là nó cho sư chủ yếu có thể động từ bình dụ không. Nên xin chào và sẵn sô bạn cho sư nì khở gì sô yên dụ mà nào mình gây chàng mà bài trả ra nó. Họ xin chủ yếu cho sư bạn có thể và dâu xẻ xa có thể sư chạy chủ yếu là hậu miên ha. Nó tôn sở là sô hậu sô sở mà dự dạng là tiếng Anh cho sư yên dụ ha. Nó không thì dâu xẻ xa ha. Họ nà nì khứ dị sô yên dụ mà cho sư bạn có thể nói tiếng Anh không chờ cả ha. Nó là gì có thể hoặc không cho sư cơ cô tinh tạp tạp hay ha. Họ nên mình cũng nên cơ có thể không có thể không là trung gian cho có không cỡ cho sự cơ biên dự ha họ cho lại tập biên dự cho sư nói tiếng Anh số diễn dự nó cũ của bạn mỗi cơ hình quên mình cho cầu quên thì ai cho sư dùng cho có thể không cho cả trả câu sau xem ta trả dấu cho sư khẳng tin hoặc cho sư phổ tin đọc hỏi trả ha vì của bạn mình khăn cho cơ bạn có thể nói tiếng Anh không cho sư này cứ gì số diễn dự mà họ sau xem thì mình giàu cao su tham mình là nì sư phổ cứ gì số diễn dự nào có dấu lén chụp đọc hỏi trả ha khẳng tin cho sư có thể có thể họ có thể cho sư khở gì đấy sự họ nó phổ tiên rồi đó dấu lệnh câu cho sư không có thể không có thể cho sư bù khở gì ha họ cho sư có thể cho sang cái từ phổ tiên sự ha họ hỗ trợ mình nghĩ số không thể vậy ok ha là cho sư lẽn trộn hồi đại là chính sự cho cái sự khẳng định cho cái sự phổ tiên xin chào và chia sẻ cái sự khẳng định suy cho cả ha là có thể cho sư khở gì anh hậu chỉ sư số bạn giao cái dòng sư tôi có thể cho sư khởi gì như vậy mình khởi gì chẳng là bạn học sư gì số có thể cho cả ha học na nói tiếng Anh cho sư số diễn dụ gì giao sẽ xa ha na mình cùng nhìn cái có thể tôi có thể nói tiếng Anh học xa cỡ không có thể học tôi không có thể nói tiếng Anh na cha chỉ lý cha chỉ giao cha sang cho cái sư phủ định sự không phan gia chơi chứ sư ok là ha họ của mình sẽ đủ bên cho cả ha tí cỡ không có thể tôi không có thể nói tiếng Anh hô trợ sư không thể tôi không thể nói tiếng Anh
OK ha, nãy giờ là tỷ trọng khả năng đặt động từ ha. Xin chào và lại xa cơ bèo cơ ha. Họ chính là được không cho cơ ha. Nãy mình cũng gọi điện cơ. Được không? Được không? OK ha. Nãy mình khai sao? Được không? Họ có thể giờ là một bộ động đó. Nà có thể chính là tại động từ bên dưới này chính mình. Phản chứ là được không? Chính là tại động từ bên dưới đó sau bên ha. Nãy xin chào và, tôi cũng là anh giao cho cái vấn đề ha, chính là này có thể so duyên vị mà xin chào và bổ dung có thể nào và dung được và những cái dòng sau đây nè. Sau xem chủ vị chứ là bạn, động từ nào chứ là nói, bên vị nào chứ là tiếng Anh học, na được không vậy giao sẽ sao hay chứ là có gì mà chỉ có sự được không ha học, na được không vậy sự cụ tiếng ta ta hay ha học những của nên chỉ có được không, được không, ừ cho cả ha học, na cần có thể không và sự gì giao ha. Cứu của một cái người thì quên thì mình cầu quên thì dùng như cái duy sư được không thì mình giao chủ sư khẩn tinh hoặc là phổ tinh đã hỏi ra ha. Nếu cứu của khởi dịch đã hòa khẩn tinh OK mình cho số được, được học nó được cho sư khởi dịch đấy chứ nó bu khởi gì nó chỉ giao trả sang cho cái phổ tinh giá cho sư không phản trái được là chén men cho sư không được, không được cho sư bu khởi gì ha. Xin chào và trả lại cho cái sư được thôi chứ là khở gì. Nà, wǒ kè yǐ shuō yīn yǔ, wǒ jiù shì shuō bǎn gài jiǎng jiù shì tōi ha. Nói tiếng Anh vậy giao xẻ xa, được vậy giao xẻ xa. Cho cả ha, hảo jiù shì được, hảo. Nà, wǒ zhěng huǐ dà de jì shì jiù shì được. Tôi nói tiếng Anh được. Cho cả ha. Nà jiù shì được jiù shì zài dōng zi bìng yǔ de hǒu miàn ha, er bù shì zài jiān miàn ha. Wǒ guǒ mìng shuō tôi được nói tiếng Anh jiù shì bǔ duì bà. Hảo, cho cả ha. Nà phổ tinh là nó chứ sư ta chạy dạo thành chạy cả sư phổ tinh giữ được là chạy mình chịu OK họ mình cùng nên cỡ không được tôi nói đến anh không được OK họ xin chào mà lại trùng chế chạy mình của nên chờ lại cỡ là truy sư ha họ đi cỡ có thể không có thể không có thể được không được không được OK ha họ nên xin chào bà quay lại gần đây chơi dấu cơ cái khu đã léo chả là được hoặc có thể cho lẻn cơ cho mọi dùng nên xin chào của mình chơi cơ chủ đề ha học là xin chào của dấu cơ chơi chỉ cơ phan di thở chủ đề đều sử dụng cái sự biểu sư khả năng đặt động từ lại dùng đó nên xin chào mình của ý chỉ do ha học là mình lại tí cơ tí cơ chính là nì huy chỉ chảo tha chơ mà là đầu tiên chúng ta xem cái động từ ha học là chỉ chỉ chơ đó học là chỉ chỉ chơ mình xem qua rồi mà à, của mình sẽ qua là ha, chính là lái, hậu lái chính là cái động từ ha, hậu. Na chảo tha chơ nè, chính là cái động, à, chính là cái mệnh từ, chính là gì? Các bạn nhớ được không? Các bạn nhớ được không? OK ha, hậu chính là xe đạp. Na lái xe đạp, tôi có rồi, hậu. Na hiện tại tôi dùng cái từ được, cho cái ha, hậu. Na cuối cùng tôi dùng được, na tôi cái gì mà nói được nè? Giang Thái, tôi cái đại gia giảng. Được, chứ là tại động từ bên dưới đó, tại hậu miền. Nà, đầu tiên chủ ngữ nó chính là bạn, hảo. Động từ nó lái xe đạp, cho mà rằng được, được không? Cho cả ha, hảo. Nà, bạn lái xe đạp được không? Hảo. Nà, lái xe đạp chính là tại được tại chiến mẹ ha, hảo. Nà, xin chào, tôi muốn nói bạn chính là dùng có thể, hảo. Nà, tôi dùng có thể, nhưng cái gì mà nói được nè? Giang Thái của cái đại gia giảng có thể chính là tại động từ bên dưới đó để chế mền họ và chính là bạn có thể lái xe đạp không chờ cả ha chính là cho lãng dụng được họ có thể nên xin chào mình lại đi ở cơ tập phan gì ha chính là à họ có gì chỉ là tôi đặt số ha họ chính là họ có gì sẽ dùng sản để cho sổ gì mà na cho mà phan gì đó nè họ dùng được chờ cả ha họ chính là tôi dùng điện thoại của bạn được được không cho cả ha học na dùng chính là dùng tại vì sợ ha học điện thoại của bạn chính là cái chính là cái bình dị ha chính là nì ta sầu gì ấy à chỗ này có cái từ ý xa học ý xa của nì mình sẽ gọi là chính là một chút học na một chút vào phần trái nào đi nữa nì mình chưa đâu vào phần trái nào đi mà cho cả ha học na một chút vào phần trái chỗ này ha chứ là tại điện thoại của bạn là hậu mền hậu là tôi dùng điện thoại của bạn một chút được không OK ha hậu nên xin chào và dùng có thể là nhà có thể mình cái trong số đó là chứ là tôi
có thể tông sửa dùng bên dưới điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn. Ý xa. Một chút. Một chút không. Chứ sư đi áo cơ ha. Họ đã chạy đau léo chạy mà. Tiếp theo mình hãy tính sang cơ bản chứ sư. Mà má. Wo xiang mai zhe bun shu ke yi ma? Na ma ma zhe bun shu de jiu shi mẹ. Tôi mua quyển sách này được không? Hậu mẹ, tôi mua quyển sách này được không? Hậu mẹ zhe shi ma ma, tôi wo dong zhe jiu shi mua ha. Bing yu ne, quyển sách này. Hậu na này zhe shi zhe ha. Quyển sách này zhe shi zhe bun shu. Ở bố sư này quyển sách ha. Hậu nên mình hãy chia đỡ cho sư quyển mà. Quyển sư gì mà? Tuệ quyển sư lượng từ cho cả ha. Nên xin chào và bố dung đợt bào và dung có thể. Mình chào mà sô đợt này cho sư. Mẹ tôi có thể mua quyển sách này. Quyển sách này không? Ok. Hậu xin chào và lại xa tì sư thị ha. Wò khứ dị dù. Nên ta là bạn dầu mà. Nên chỉ để trả tổng sư xin lại cơ nào. Tuệ chứ sư dụ chứ sư làm. Nì đơ nàm phóng dầu. Hậu nàm phóng dầu dòng bằng sâu nào đây chứ sư. Bạn trai hậu. Bạn xu lĩnh dụ hay chứ sư. Của nàm sư sủy đơ nàm phóng dầu nào. Chứ sư nì hậu chứ sư. Bạn hậu. Bạn trai của bạn chứ sư. Nì đơ nàm phóng dầu. Nàm xin chai bảo. Nà chơ chi hoài của anh chơi chồng bằng sâu đơ nào chứ sư. Tôi có thể làm bạn trai của bạn. Của bạn không? Hậu. Hỗ trợ quay khí xô. Tôi làm bạn trai của bạn được không? Cho cả ha. Ok, mà lại xa cỡ. Quấy để chính tao mà. Nên mình chưa đọc. Nà cũng của bạn. Nên bên cạnh cơ duyên gần tả có điện thoại. Nên mình chưa đọc. Duyên gần chia điện thoại sử. Sau xem tham mình sửa mà. Nên mình chưa đọc đâu bạn. Không biết phải không? Họ ú cũng không biết. Nếu các bạn không biết, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Cũng của mình chưa đọc ha. Chính thêm một cái trai kia sau ha. Học. Sau xem, mình gia đình hoa sử mình chưa sử dụng. Alo. Học. Alo. Alo chứ sư dành dụy cho bên hay chứ sư. Alo chứ sư quấy. Chờ cả ha. Nì thiên tao mà. Chờ mà sô chứ sư. Bạn có thể nghe. Bạn có thể nghe không? Học. Hốt chữ khi sô. Alo. Bạn nghe. Bạn nghe được không? Chờ cả ha. Hoặc mà lại xa cỡ. Trái chúng của tố sảo xoay khứ dị khơ phí chỗ. Chờ mà sô đó nè. Chứ sư. Ở Trung Quốc. Trung Quốc bao nhiêu tuổi có thể uống uống bia? Bao nhiêu tuổi có thể uống bia? Học. Nà dùng được cho một số chứ sư. Ở Trung Quốc bao nhiêu tuổi uống bia? Uống bia được chờ cả hả. Và lại xa cửa qua khứ dị khăn thì là su mà. Chờ một số đây là chứ sư. Tôi có thể xem sách của bạn không? Tôi có thể xem sách của bạn không? Hỗ trợ của khi gì xô. Tôi xem sách của bạn được không? Ok ha. Học mình lên xa cơ. Wo zhe yang xiang ke yi ma? Na wo zhe yang xiang ke yi ma? Mình xiang yi xia. Na yi ge zhen me shuo de ne? Jia xiang yi xia ha. Ok, wo jiang shi zhe ge daan. Nên mình khai xa, nì mình đã tả anh, công quả đã tí anh sư, ý giang mà. Giờ sư, tôi có thể viết như thế này không? Nó dùng được trong bản số, giờ sư, tôi viết như thế này được không? Mà lại xa cơ, trai trung cổ có gì sử dụng nhiều thiệp mà. Nè, trai trong bản số này là, giờ sư, ở Trung Quốc có thể sử dụng YouTube được không? Học. Ở lại sao cơ ha? Nì chuế tớ chinh chèn khứ dị mai đau sử dụng mà. Nà, nì chuế tớ dòng bằng sâu đó chứ sư. Bạn cảm thấy học chinh chèn dòng bằng sâu chứ sư. Tiền khứ dị mai đau sử dụng mà. Xin chào và dùng có thể ha. Có thể chứ sư. Có thể mua thời gian. Thời gian không? Học. Bạn cảm thấy tiền có thể mua thời gian không? Hậu năm mua chứ có tông sở hả? Thời gian chứ sư binh duyệt. Năm mua thời gian chứ sư mãi sử dụng. Tông sở binh duyệt chứ sư trai có thể là hậu biệt hả? Nó cũng cổ dung được hả? Ok, chấm số ra đó chứ sư. Bạn cảm thấy tiền mua
thời gian được không? Chờ cơ ha. Họ tìm một thời gian được không? Nó mà lại xa cơ. Nì chuyện đó, chín chế nâng mại tao chén khăn mà. Nào một cái chấm số. Chứ sư, bạn cảm thấy tin có thể mua sức khỏe không? Họ, bạn cảm thấy tin có thể mua sức khỏe không? Dùng được chữ hoa chấm số. Chứ sư, bạn cảm thấy tin mua sức khỏe được không? Chờ cả hả? Là mình xá cơ bản, chính là, tôi thấy đỡ tiền có thể mua được sức khỏe. Nếu không có tiền thì không thể đi viện. OK, chờ một phần gì hả? Là tôi thấy đỡ, chính là tôi cảm thấy tiền có thể mua được sức khỏe, chính là tiền có thể mua sức khỏe. Mua sức khỏe, học. Nà hậu mình nè, rú của mấy dấu chén chiều bù nâng truy duyệt. Nà rú của chiều chờ cầm chờ cầm trẻ câu bạn. À, của mình chính xuế là chứ sẽ có cung tinh tạ ta thầy thì mình hãy chị đỡ mà. Chứ sẽ bèo sư yên của đại trẻ câu. Giờ được đồng chí hãy dấu chị đỡ mà. Chứ sẽ nếu sầm sầm mà thì học. Chứ sẽ bèo sư yên của đại trẻ câu ha. Nà chứ lại là duyên gìn sư trầm mà chứ sẽ mấy dấu chén. Trẻ câu nè, bù nâng truy duyệt. Học, nà. 我翻译一下哈, 这个, 好, 首先原因就是, 没有钱就是, không có tiền. 结果呢, thì 不能去医院. 好, 那不能怎么说就是, không có thể đi bệnh viện. Nếu không có tiền thì không có thể đi bệnh viện. 这个哈, 你觉得金钱, 能买到幸福吗? 怎么说的呢? 就是, bạn cảm thấy, bạn cảm thấy tiền có thể mua na sinh phụ cho tao cho mà số mà chứ sư hạnh phúc cho cả ha. Họ na bạn cảm thấy tiền có thể mua hạnh phúc không? Nó dùng được cho một số chứ sư bạn cảm thấy tiền mua hạnh phúc được không cho cả ha. Nó lại xa cỡ và bên cứ gì số nhân dữ hơn hàn dữ học cho một số này là chứ sư chúng tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng tiếng Trung Quốc. Hồi trước xưa mình nói này là Hàn Việt, chứ tiếng Hán hiểu cái ha. Học tiếng Hán, chứ là ai chào Hàn Việt từ lại chẳng bạn. Hán chứ là Hàn chứ cả. Học tiếng Trung Quốc chứ là Trung Quốc hoặc Trung Quốc gì ha. Học là chúng tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Là dùng được cho một số chứ là chúng tôi nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Và tính Trung Quốc được. Và lại sao cơ? Và mình thêm bố nâng lại đi đại trả. Trong một số đó là chứ sư nà, ngày mai tôi học. Nó bố nâng chứ sư bảo sư phổ tinh đặc khởi nâng ha. Học chứ sư không có thể đến nhà của bạn. Nà dùng được trong một số chứ sư ngày mai tôi đến nhà của bạn không được. Được cơ ha. Học nà, ngày mai tôi đến nhà của bạn không được. Na chứ chứ sư này có sư dùng được hờ có thể chứ có chú dê ha. Na chung chứ bạn tôi vậy có thể hờ được. Na ta chạy chỉ giao chi chú chứ là cơ chú sư chứ ok chú sư có thể sập sập không hay dụ sư sập sập được không. Na được không chú sư dạy chú vậy ha. Hậu ok chú sư chứ là cơ ha. Na xin chào và lại xa cái này rộng hay chú sư qua cái này chạy chạy sao chứ có chú sư tự chào mà dâu ha. Na xin chào mọi người nên như cơ ha chứ có tự học nó tự sư sầm ý nè. Nà các bạn biết tự tiếng Trung Quốc là gì không? Nà nếu các bạn không biết bây giờ chúng ta sẽ xem từ điển nó cũng cuộn bùi cho tao đó hoặc xin chào mình chiều khán sứ điện ha. Bây giờ tôi xem một chút, xin chào và khán giả. Nà tự tiếng Trung Quốc là gì ha? Nà các bạn xem đây là tự. Nà tự tiếng Trung Quốc là gì? Nà tự do tôi trẻ sư ha và khán giả. Tự chứ sư bình ẩn chứ sư tư gia tư chỉ tư tông. Nà tao sư chia sẻ là tự là ý sợ ha. Đan sư, chia sẻ lý của cái này chia sẻ tự là ý sợ chứ sư tự chỉ là ý sợ ha. Hay chứ sư tự cho cả ha. Nà tự là tự chứ sư tự chỉ ha. Hậu, nà sầm sư hậu mình dùng tự đó nè. Hậu, chia sẻ lý của sẻ là chứ sư bèo sư chia mấy dầu gần băng chút là chính khoang xa. Nì mên tự chỉ chính sổ cho một chân sư chứ sư tự là dùng phá chứ sư tự chỉ. Nà hậu mình là tự do chia sẻ cơ tôn sử ha. Nà tự chỉ tôn sử bà,
就那接下来就是十八个动词哈，那接下来的十八个动词可以在那个是等的后面，就是按照你们在讲啊、什么样的内容，要选择最合适的动词哈。那你们看一下，这里我有四个例句哈。那么来第一个就是 tôi tự học tiếng Việt Nam， 那 tôi 就是我， tự học 就是自己学， tiếng Việt Nam 就是越南语。那 tôi tự học tiếng Việt Nam 就是我自己学越南语。好，那么来下个 tôi tự viết cái này， 好，就是我自己写这个。好，我们来下个 cái này là tôi tự mua， cái này à, 这个 là tôi 是我啊tự mua 自己买的。bạn tự làm đi 就是你自己做吧，这个哈就是啊tự的用法哈。那现在吧，为了让大家有个深入的了解那tự怎么用，那现在我们做一个tự翻译的作业哈。那么来第一个，第一个就是我每天自己骑自行车去学校。首先大家看这句话的动词，那动词是哪个呢？就是骑的吧，就是来。好，那来什么东西呢？就是自行车吧，就是xe đạp这个哈。现在我们就开始哈。好，那主语呢就是 tôi， 什么时候？每ngày， 那每ngày 就是每天。好，自己就是tự，后面的tự有个动词就是来。好，就是开骑车的意思。那骑什么车的呢？就是xe đạp。后面呢去学校就是đến某个地点呢，学校就是trường học这个哈。我们来下个啊、你自己看这本书吧，就是bạn tự动词呢 xem quyển sách này， quyển sách này đi， 那 đi 就是不是去的意思哈，đi 是在句尾啊、就是个语气助词吧，那这里的đi没有意思哈。那bạn tự xem quyển sách này đi 就是你自己看这本书吧。好，我们来下个，广东话是我自己学的。好，怎么说的呢？就是 tiếng Quảng Đông là tôi tự học， tự học 就是自己学哈。好，我们来下个，这台手机是我用自己的工资买的。那首先我们看这个工资，好，你们那边知道工资用越南语怎么说吗？那如果你们不知道的话，那就看词典哈。好，那这里我要用是汉语的词典哈，因为我是用汉字来查的。工资，好，那工资怎么说？大家看一下啊，我找到了，就是 tiền lương， lương 这两个哈，好，有两个吧，就是 tiền lương 和 lương 都是那个是啊工资的意思哈。好，等一下我把它放在这里， tiền lương 和 lương。 好，那这句话怎么翻译的呢？就是 điện thoại này là tôidùng tiền lương tự mua。 好，现在我们来下一个哈，就是这个是我自己做的，就是cái này là tôi tự làm。 好，我们来下一个，请问越南语是你自学的吗？好，怎么说的呢？就是xin hỏi tiếng Việt Nam là bạn tự học phải không？好，这个哈，好，xin hỏi tiếng Việt Nam là bạn tự học phải không？ 好，那这就是tự这个翻译的作业哈。那tự我已经给大家讲完了。好，那我问一下，那对于tự这个语法的重点大家都懂吗？如果不懂的话就告诉我哈。好，那现在我们来下个内容哈。下个我给大家介绍这个句型哈，就是什么什么để làm gì。 好，你们跟我念一个để làm gì， để làm gì。 好，那làm gì 里面学过了，就是做什么。那để呢？để 是什么？好，那我看一下这个哈。好，để 那để 是什么意思？等一下我打开就是那个是粤汉的词典哈。để 大家看一下，那để 有很多意思哈。第一个意思就是安放放置，但是不是一个意思。我看一下啊，我找到了，就是为着就是表示目的地这个哈。那后面的để又有个目的地，那để làm gì大家看一下，就是用来询问目的的句式。这个哈就是để làm gì，就是你们做某件事情吧，那这件事情你们做的有什么样的目的地，就是để làm gì这个哈。比如吧，我有这个就是bạn học tiếng Việt Nam để làm gì，就是
你学越南语为了做什么？就是我问你们的目的地，为什么你学越南语？这个哈，那得就是个关键词，它就是为了。那现在我应该怎么回答这个问题呢？就是 bạn học tiếng Việt Nam để làm gì？ 那首先 bạn 要改成是 tôi 哈，好 ，tôi học tiếng Việt Nam để 就是为了，好，为了后面的 để 要有个目的地。那这里我的目的地mục đích 是什么呢？就是 làm kinh doanh， 这个哈，就是我学越南语是为了做生意，就是 để làm gì 这个句式哈。那现在我问你们吧，就是 bạn học tiếng Việt Nam để làm gì？ 那这边在我影片下方的评论区告诉我一下哈，那就是 bạn học tiếng Việt Nam để làm gì？ 让我看一下哈。那现在我有个问题哈，就是 bạn dùng điện thoại để làm gì？ 就是你用手机啊，为了做什么？为了干什么？ bạn dùng điện thoại để làm gì？ 那啊，你们用手机是为了做什么的？就是啊，用来联络的吧？用来那个是看新闻，用来啊打电动、听音乐啊、看电视、看电影。那现在你们跟我一起做一下一个哈。好，现在你们跟我一起做哈。好，首先就是用来联络。好，那用来联络怎么说的呢？好，那我看一下，联络用原来怎么说？我看一下，联络，联络，就是 liên lạc， liên hệ 就是联络，这个哈，大家要记一下哈。liên lạc， liên hệ 就是联络。那 tôi dùng điện thoại để liên lạc， 我用手机是为了联络。那么来下个就是有人就是用来打电动的吧？好，打电动怎么说的呢？之前我们学过了，就是 chơi game， 看电影呢就是xem phim， 看电视呢就是 xem TV， 那看新闻怎么说？好，那看你们学过了对吧？好，还有是新闻，那新闻怎么说的呢？大家看一下，新闻就是那个是tin tức thời sự，这个哈，好，就是新闻。好，那这里去说就是 xem tin tức 或者是 xem tin thời sự都可以哈。好，那就是để làm gì 这个句型哈，大家都了解吗？现在我们来第十一课最后的主要内容哈，我给大家介绍这个假构哈，就是vừa怎么用哈。现在我念这个vừa， 那vừa 是什么意思呢？现在我先看这个是词典的假设哈，那vừa 是什么意思？好，我找一下vừa。那这里的vừa是什么意思呢？好，没过我看哈。好，那这个的vừa就是变啊，有这个句式，那有个例句就是vừa làm vừa học，就是边干边学。还有是vừa有很多意思啊，就是还有是适合、便当、刚刚、刚才、刚好、合适，哎呀，有很多哈。但是这里的vừa就是刚才你们看到了，就是变，就是又这的意思哈。好，就是vừa就是这个结构，就是一边就是又这个结构的话就是vừa。那现在为了让大家有个深入的了解，那你们看这张图片哈。các bạn xem bức ảnh này. Xin hỏi đây là cái gì? Đây là hoa. Bạn biết hoa này tên gì không? 那你们知道这个花叫什么名字吗？哦，花 này là hoa tulip. 那mình khai xem, bạn xem hoa này đẹp không? Để mình khai, chứ có hoa hảo khai mà. Hoa này đẹp không? Ok, nà, hoa này giá một tệ là đắt hay rẻ? Chả ngủ bà, chứ có hoa chứ dầu y khoai rẻ, nên mình cảm thấy sư cây hay sư phèn gì đó. Chứ có hả? Hảo, xin chào bà, hoa hỏi đã cho cô vấn đề hả? Nà, hoa này rất đẹp, chứ có hoa hẳn phèo lẹo. Hoa này giá một tệ là rất rẻ, chứ có hoa y khoai rẻ sư hẳn phèn gì đó. Nên xin chào mình lại khai xem.这里我有两个单词，就是 đẹp 和 rẻ。那这两个 đẹp 和 rẻ 是什么的之类的呢？就是形容词哈。那这个 tulip 花有这两个的特征哈，就是 đẹp 和 rẻ。现在我想说吧，这个花又漂亮又便宜，那该怎么说的呢？就是花này vừa đẹp vừa rẻ。那么看这个是加高 vừa 哈，大家要记住哈。如果前面你们用的词类就是形容词，那后面的词类也是形容词哈，要记住这个。好，反之，如果前面就是动词，后面就是动词哈，不能就是
前面就是动词，后面就是形容词，就是不合意哈，就是大家要确保这两个就是一致的，这个哈就是啊 verb 这个结构哈。那现在吧，为了让大家有个深度的了解 verb 这个结构怎么用，好，现在我们做个翻译的作业哈。那ở đây tôi có 8 câu hỏi, và trên đây cũng có 3 câu vấn đề ha. Xin chào, để mình khan chờ chữ khoa, cùng vào nên cơ. Bài tập này dễ và hay, tôi có thể làm được. Nó bài tập chứ chua dè, này chứ chờ cơ, chờ cơ chua dè. Chờ bây giờ nó dễ, họ nó dễ, sư sầm ý sư nó, hoặc khai anh xa được cơ ha. Họ, nó dễ để cho khai anh xa, dễ chứ sư rống gì đấy ý sư. Chờ cơ ha, chứ sư chua chỉ lại, bố phê sư, chứ sư dễ. Nó hay nữa, hay là cái gì? Nó hay chúng ta đã học rồi. Nó hay là ai? Hay là cái gì? Là chẳng, là na đối một sự làm được rất là tốt. Hay là tài, là kinh tài cái ha, là cái hay, là cái hay cái gì ha, là cái gì? Là cái kinh tài. Tôi có thể làm được, tôi có thể làm được. Đầu tiên, các bạn xem cái câu trả lời. Đầu tiên, các bạn xem câu trả lời. Câu trả lời có hai từ ngữ, các bạn biết là cái nào không? Đúng, là dễ. Hay là hay. Na chứ cái chủ đề làm sao? Chứ xin nguyên bản chứ chỉ khoa giao dụng sự vừa vừa cho cái chế cấu ha. Na chứ cái chủ đề cái làm sao đó là chứ bài tập này vừa. Tí cái sinh công sự chứ dễ. Na tí ao cái sinh công sự chứ hay. Na bài tập này vừa dễ vừa hay. Không anh giàu sẽ xa ha. Tôi có thể làm được. Mà lại sao cơ? Nhà hàng này ngon và rẻ. Nên nhà hàng thì mình chưa tao mà họ nên nhà hàng chứ sư chán thình ha. Ngon chứ sư hậu chứ dễ chứ sư bén dĩ đó. Nên cái giọng mà chỗ đó là chứ sư nhà hàng này vừa ngon vừa rẻ. Chưa cả ha. Nè chứ lại tờ ngon rẻ sư sầm giang thật sự này nè chứ sư xin khủng sợ ha. Nên mà lại xa cửa. Anh ấy là nhà báo và giáo viên. Nè nhà báo sư sầm giang sơn nè. Wow, khai hay xa chứ cả ha. Sư khai hay xa. Nhà báo chính là báo, chính là chỉ trở thành ý sự. Hảo, na giáo viên chính là giáo sư. Na chỗ này là à, lần cơ là thống giang sinh là sự này sự nãy cơ đó nè. Đúng, chính là nhà báo, hay là giáo viên, chưa cả ha. Cách mà làm là chính là anh ấy vừa là nhà báo vừa là giáo viên, chưa cả ha. Hảo, mình lại xã cơ. Đà Nẵng là thành phố đẹp và sạch sẽ. Na chờ chi khoa để mình phát hiện dấu nà cơ thống nhân sinh đặt dưới đây bằng dấu với dấu phát hiện Đà Nẵng sẽ bố sư cho cái Đà Nẵng mà bố sư Đà Nẵng chứ sư cơ duyên đánh cho bên trong sư là mình chẳng ha hảo nó sư thành phố mà sư bố sư để mình chứ đọc thành phố sư là mấy gì mà học hoặc khai ra thành phố ha thành phố chứ sư tụ chẳng sư sư là gì ha chứ sư thành phố à hoặc khai ra dấu bố sư bà hảo nó đẹp nè à đẹp chứ sư phèo lẹ nó sạch sẽ nè sạch sẽ sư là mấy gì vậy wa khai một chút. Wa khai một chút. À sạch sẽ chứ là cái sự à chứ là cái chính cái ý sự ba. Hoặc là sạch sẽ. Na chứ chứ hoa, hai cái thống nhân sinh là sự lại sinh là cái nào? Đúng, sạch sẽ hay là đẹp chứ cả ha. Na chứ chứ hoa cái giọng mà cho chứ là Đà Nẵng là thành phố vừa đẹp vừa sạch sẽ. Hôm nay sao cơ? Em ấy học cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Học na tiếng Anh chứ là dinh dụy họ tiếng Nhật chứ rư bệnh dụy ha họ đã chơi chi hoa chẳng bao giờ nè rồi chứ sư em ấy học cả vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật học là sao cơ em gái tôi đang nấu ăn và nghe nhạc nó nấu ăn chứ sư cho phan ha nghe nhạc chứ sư thình dinh dụy họ chơi chi hoa chứ sư cho em gái tôi đang vừa nấu ăn vừa nghe nhạc là sao cơ phòng này to và rộng họ na to chứ ta rộng chứ khoan chẳng họ tổng mà chỗ này chứ phòng này vừa to vừa rộng cho hiểu cỡ anh ấy biết nói cả tiếng Anh và tiếng Pháp tiếng Anh chứ sư dinh dụy tiếng Pháp chứ sư phả cổ dụy và chứ sư cho anh ấy biết nói cả vừa tiếng Anh vừa tiếng Pháp chưa cả ha học na trùng chứ bạn vừa vừa chưa cả trẻ câu sang các vị mình trung quân chứ sư dâu dâu chưa cả trẻ câu ha học đại gia giàu chi chu ha na rú cổ chế mình sử dụng sinh cụm từ hậu mình biết sử sử sinh cụm từ ha à phản chứ chế mình sử cái mệnh từ hậu mình sử mệnh từ ha học chơi bảo chơi lại cái đó không cỡ đâu sử cái thống nhân sinh đạt từ này ha học chứ sư vừa vừa chưa cả trẻ câu ha na ngữ pháp chúng ta đã học xong ngữ pháp của mình已经学完了
Bây giờ chúng ta sẽ học hỏi thoại. Học, xin chào mình chưa suy sĩ hội hòa ha. Học, bây giờ tôi sẽ mở một đoạn hội thoại có hai người cho các bạn nghe một lần. Bây giờ tôi sẽ mở một đoạn hội thoại có hai người cho các bạn nghe một lần. Bây giờ, xin chào, tôi sẽ mở và chiêu giáo tả khai một đoạn hội thoại có hai người. Ý toàn hội hòa dấu lèn cơ đến cho các bạn nghe một lần. Kể đại gia thính ý biển hả? Họ, xin chào mình lấy thỉnh xã hả? Chào anh Nam. Chào Peter. Anh có thể nói tiếng Việt được không? Vâng, tôi nói được một chút. Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? 2 năm rồi. Tôi thường tự học tiếng Việt. Tôi nghĩ tiếng Việt rất thú vị. Anh đến Việt Nam để làm việc phải không Peter? Vâng, tôi đến đây vừa để làm việc, vừa để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Tôi nghĩ nếu anh muốn biết văn hóa Việt Nam, anh có thể đến các bảo tàng. Ý kiến của anh hay quá, anh Nam. Tôi sẽ đến khi có thời gian rỗi. Từ vựng. Có thể. Ý kiến. Thú vị. Bảo tàng. Tìm hiểu. Thời gian. Biết. Văn hóa. Nà, các bạn đã nghe xong hội thoại. Nếu mình chính thức gọi là hội hòa. Nà, hội thoại này có hai người. Nà, cho đón hội hòa dỗ lệnh cơ gần hà. Cho lệnh cơ đọc sư nán sân họ. Nà, người nam này nói gì? Cho cái nán sân sô sầm ạ. Chào anh nam. Họ chú sư nán cơ. Nghĩ họ. Họ. Nà, cho cái nán sân thông quân sầm ạ nà. Chào Peter. Anh có thể nói tiếng Việt được không? Họ. Nà, chào Peter. Chú sư Peter. Nghĩ họ à. Chú sư xem cho cái nán sân tả chào hù hà. Anh có thể nói tiếng Việt được không? Họ. À, anh có thể nói tiếng Việt được không? Có thể chú sư bèo sư khởi nắng tạo tông sở chú sư khởi gì? Họ. Căng thái qua kẻ đại gia gia sao bèo sư khởi nắng tạo tông sở dấu lẹn cơ hà. Tí cơ chú sư có thể. Tí o cơ chú sư được. Chờ cơ hà. Họ. Nà khởi gì sao mà? Nói tiếng Việt. Số duyên ảnh dụy. Được không? Khởi gì mà? Họ. Nà để mình khăn chờ chi khoa ha. Họ. Nà chờ chi khoa chú sen lẹn cơ bèo sư khởi nắng tạo tông sở chú sư. Có thể. Hứa được. Họ. Nó ngủ của bà. Ý chí khoa chú xem lãng cơ bèo su khởi nặng trọng tôn chữ. Dạ khởi gì hả? Tâu mấy quên thị. Học. Nà chơi chí khoa. Quay cái chồng mặt phan gì đó là chú sư. Anh cơ cỡ. Có thể. Khởi gì? Nói. Xua. Tiếng Việt. Duyên nắng dụy. Được không? Khởi gì mà? Chờ cỡ hả? Học. Hỗ trợ. Nên bên bạn. Nên là sư. Chế mên là có thể truy trèo. Mình xua. Anh nói tiếng Việt. Được không? Dạ ok ha. Hỗ trợ. Nên bạn. Nên là sư. Được. Truy trèo. Chú sư. Anh có thể nói tiếng Việt. Được không? Tao mấy vấn đề ha. Học. Hỗ trợ mình có gì lén suy dụng chơi lén cơ. Tao mấy vấn đề chú sư. Có thể. Sama. Được không? Dạ ok ha. Na chơi giả sư cơ. Cú tin tạp tạp hay ha chú sư. Có thể. Sama. Được không? Chơi cơ ha. Học. Na chào Peter. Anh có thể nói tiếng Việt được không? Chú sư. Peter cơ cơ này học. Đi cứ gì xua giờ đánh dụy mà. Học. Na chơi cơ nắng sang chứ mà hỏi trả nè. Vâng. Chú sư. Ok. Bởi sư khẳng định ha. Tôi nói được. Một chút. Học. Na được nè. Được chú sư. Khứa gì? Chờ cả ha. Học. Căn sải của cái đại gia giảng. Na được chú sư chạy. Tông sử đã hậu miền. Na chỉ lệ là tông sử sư sử mà nào chú sư. Nói. Học. Nói chú sư. Xua. Học. Na tôi nói được chú sư. Wò khứ gì xua. Chờ mà giang nè. Một chút. Học. Một chút sư sử mà. Một chút sư sư. Y tiền là gì sợ ha. Học. Na tôi nói một được một chút chú sư. À. Wò khứ gì xua. Y điểm tiền. Học. Na chứ cả nạn sân chú sư quân. Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Học. Na anh chú sư cơ cỡ. Đã chú sư bảo sư quá chư ha. Học chú sư dì dình. Học chú sư sửa. Học sư mà nè. Tiếng Việt. Duyên nắng dụy. Bao lâu rồi? Tua chiều là. Học. Nà anh đã học tiếng Việt. Bao lâu rồi? Xin chào chú cơ nán sân. Sẵn léo trẻ là. Ây à chú cơ nán sân sửa duyên nắng dụy. Tua chiều là. Học. Nà tua chiều là nè. Đại gia khai ra ha. 2 năm rồi. Chú sư lèo nén là. Tôi thường tự học tiếng Việt. Học. Nên mình khai chú cơ. Tự học. Căng trái của cái đại gia chèn chú cơ ha. Nà tự chú sư tự chỉ đó, chú sư nì mình tự chỉ chỗ đó, mấy dù gần băng chung là chính khoảng xa ha, chú sư tự, học, hôm nay là tự dù gần cơ tông chữ ha, học chú sư, học chú sư xuế xí, nà tự học chú sư tự xuế, nà tự xuế xong mà tông gì nè, chú sư tính việc, duyên nắng dụy ha, học, nà mình khán chí lý chú sen cơ phụ chữ chú sư thường, học, nà mình chứ đâu, thường sư xong mà dư xong mà,
就是常经常的意思哈，就是 turn 这个哈，就是属于一个频率组织哈。好，那都 turn 的好的意思就是我经常自学越南语。好，这个男生就是说tôi nghĩ tiếng Việt rất thú vị. 好， tôi 就是我， nghĩ 就是个动词哈，就是想的意思。好，这个是nghĩ哈。好，那nghĩ 就是想的意思哈。好，我想就是 tôi nghĩ， 那他想什么？tiếng Việt rất thú vị. 好，那tiếng Việt 越南语怎么样呢？ rất thú vị. 好，那thú vị 是什么？大家看一下， thú vị 就是有趣的意思哈。好，那 tôi nghĩ tiếng Việt rất thú vị 就是我感觉越南语很有趣。好，那这个男生说 anh đến Việt Nam để làm việc phải không? 好，那你看这句话出现这个句式就是 để。 好，那 để 这个单词哈，刚才我已经给大家讲了。好， để 就是为了某个的目的地哈，就是 để。 好，刚才我给大家讲就是 để làm gì 就是为了做什么，就是你们做这件事情的目的地是什么，就是 để 这个哈。好，那大家看一下个 anh đến Việt Nam， 哥哥你来越南。好， để 就是为了后面的目的地哈。好，那什么目的地呢？ làm việc。 好，那 làm việc 是什么呢？好， làm việc 就是去上班去工作的意思哈，就是 làm việc。 好，那 anh đến Việt Nam để làm việc 就是哥哥你来越南为了工作。好， phải không， 对吗？好，那 anh đến Việt Nam để làm việc phải không， Peter 就是彼得哥哥，你来越南是为了工作，对吗？好，那就是để的用法哈。好，那phải không呢？是吗？大家看这个男生的回答哈。vâng， OK 哈，他是来越南是为了工作。tôi đến đây vừa để làm việc vừa để tìm hiểu văn hóa Việt Nam。 好，那这句话就是那个句式就是vừa。 好，那vừa就是一边一边，又这个结构的话就是vừa。 好，那 tôi đến đây 就是我来到这里。好，那这里的 đây 是哪个地方的呢？对，就是Việt Nam 哈，就是越南。好，怎么样？ vừa để làm việc vừa để tìm hiểu văn hóa Việt Nam。 好，那 để 后面的 để 又有个 mục đích 哈。好，那第一个的 mục đích 就是làm việc 就是工作。好，那这个 để 也是一样哈，表示 mục đích。 好，那它的第二个的 mục đích 就是tìm hiểu văn hóa Việt Nam。 好，那 tìm hiểu 你们懂吗？好，mình跟我看一下这个哈。好，那是不是你们学习越南语有的时候你们发现某个单词你们不知道，那这个中文是什么意思，你们就打开词典看看，对吧？好，那首先大家要打开词典，然后你们找，你们要寻找，就是你们tìm你们想了解的单词哈。好，那么找了之后你们就看一下，那看完了之后你们就懂了，你们就了解了这个单词是什么意思了。好，所以 tìm hiểu 指的是研究的意思哈，就是 tìm hiểu。 好，就是一个哈，就是 tìm hiểu 词语的解释。好，那 tìm hiểu 什么？văn hóa Việt Nam， 那văn hóa 是文化的意思哈。好，那是哪个国家的文化呢？就是 Việt Nam， 那văn hóa Việt Nam 就是越南文化。好，那这句话我应该怎么翻译的呢？就是OK 吧，我来到这里是一边为了工作，一边是为了了解越南的文化，那就是这个单词 tìm hiểu 哈。好， tôi nghĩ nếu anh muốn biết văn hóa Việt Nam anh có thể đến các bảo tàng。 好， tôi nghĩ 我想。好，那他想什么？ nếu anh muốn biết văn hóa Việt Nam anh có thể đến các bảo tàng。 好，那mình看这句话出现一个固定的搭配，就是nếu thì。 好，那这里的thì你们没看到哈。好，因为这个男生他已经注意到了。好，他就是说nếu。 好，那nếu 就是一个表述因果的结构话，就是如果就是nếu thì。 好，那如果什么如果你想了解越南文化， nếu anh muốn biết văn hóa Việt Nam thì 就是在这里哈。好，这个男生他已经注意到了，那thì 就是在这里。好， anh có thể đến các bảo tàng就是哥哥你可以去各个的博物馆哈，就是宝藏这个哈，宝藏是博物馆的。好，这个男生就回答， ý kiến của anh hay quá anh Nam, tôi sẽ đến khi có thời gian rỗi。 好， ý kiến của anh hay quá, 那 ý kiến 是什么意思呢？就是意见的意思哈。好， ý kiến của anh 就是你的意见怎么样？ hay quá,
Thay bạn là học anh nam nán cờ. Tôi sẽ đến và chiêu giao lại khi có thời gian rỗi. Học nó khi là gì nghĩa nào? Khi là cái gọi là thời gian lý đó một ít điểm hay là khi nó là cái thời hậu nào? Có thời gian rỗi. Học nó rỗi là cái gì nào? Rỗi là công phu là cái không gian là thời gian ha. Học nó tôi sẽ đến khi có thời gian rỗi là giao và có không là thời hậu và chiêu lại cho cái địa phương ha. Họ là tôi sẽ đến khi có thời gian rỗi. Nó tôi giữ liền cơ gần đặc huy hoa. Quên cái đại gia chẳng là ha. Học xin chào mình tụi ý chà. Nó có sự cho cơ huy hoa liền cơ gần nên mình sổ sẽ có ta tan sự ha. Học nên mình cũng nền tí cơ hạt đi cơ. Có thể ý kiến thú vị bảo tàng tìm hiểu thời gian biết văn hóa cát hay khi một chút nghĩ để tìm hiểu. Ok hả? Họ nào ok bà. Hôm nay bài số 11 chúng ta học đến đây thôi. Tiếp theo mình tí xử y khờ và mình sẽ trao cho lý hả. Là xin hỏi các bạn có câu hỏi không? Chỉ quên thì mình dụ quên thị mà. Nào cú của thì mình dụ quên thị đó hoa. Nếu các bạn có câu hỏi, các bạn viết bình luận ở dưới video cho tôi xem. Chúng mình sẽ bình luận cho quả hình phần xa phần bình luận truy. Kéo quả khăn cho ha. Tôi xem xong, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của các bạn. Quả khăn quản và chiều trả đoạn mình đâu. Quên thị ha. Học. Ok, xin chào mình chiều xa các bạn. Bây giờ chúng ta kết thúc. Tạm biệt. Bye bye.